Shinobi no kỷ nguyên nhẫn giả đã kết thúc rồi. Không ngờ ngươi lại đi xa đến mức này, Kawaki. Ta sẽ cho ngươi đoàn tụ cùng đệ thất Boruto. Phải chăng đây là kết cục duy nhất? Không sai. Kỷ nguyên nhẫn giả đã kết thúc rồi. Kể cả vậy, ta vẫn là một nhẫn giả. Ngược dòng thời gian mấy năm về trước kể từ thời điểm này, Uzumaki Boruto. Cái gì? Này, đợi đã Boruto, nó tệ lắm sao? Ừ, tệ lắm, rất tệ. Điều gì khiến ngài chậm chạp thế Hokage? Không còn nhiều thời gian đâu. Là ngày mai, làm ơn nhanh lên cho, bằng không ngài không thể dự lễ khai mạc đúng giờ đâu. Mọi chuyện sẽ lại tốt lên thôi. Vừa kịp lúc luôn, chili hamburger phiên bản giới hạn đặc biệt. Ai mà ngờ hôm nay là ngày cuối chứ. Tại sao tớ phải đi cùng cậu cơ chứ? Cậu không ăn à? Tất nhiên rồi. Cay! Thứ này là gì vậy? Thật không thể tin nổi, cậu thật dị người. Nhưng con tàu này tiện lợi đấy nhỉ? Không cần phải chạy bộ lòng vòng nữa. Làng lá ngày càng trở nên hiện đại hơn rồi đấy. Nhưng ngày mai chúng ta vẫn phải gia nhập cái học viện cũ kỹ kia. Cái gì? Ngày mai ư? Có rất nhiều việc cần chuẩn bị đấy, cậu không biết à? Ồ, cha cậu chưa nói với cậu à? Mà này, Boruto, đừng làm trò gì khiến cha cậu mất mặt đấy, nhớ chưa? Thế thì tớ cũng bị ảnh hưởng. Cái gì? Mẹ cậu khi nào cũng dặn tớ trông nom cậu cẩn thận. Mẹ tớ dặn thế à? Mà xem nào, cũng như là con tàu này, hả? Miễn là nó luôn đi trên đường ray thì sẽ sớm đến đích. Vậy nên cho tới khi đó thì hãy cứ ngồi yên. Cậu đang nói cái gì thế? Tớ đang ví dụ đại khái như vậy. Chào nhớ. Ngày đầu đừng đến muộn đấy. Im đi.
Cha chỉ quan tâm đến công việc của mình. Một ngày nào đó con sẽ cho cha thấy. Thằng kia, cha mẹ ngươi đâu? Nguy hiểm lắm đấy. Xin lỗi, xin lỗi. Ôi. Denki, ngươi chỉ có ngần này thôi à? Từng đó vẫn chưa đủ ư? Mà cũng tạm chấp nhận. Nhưng mà nhí, tao muốn vui vẻ một chút nữa. Hả? Ừ. Cái gì? Xin lỗi nhớ, tao trượt tay. Mày muốn gì hả? Mày bị ngu à? Mau lấy lại thứ đó đi. Rồi sau đó tao sẽ bỏ qua vụ này. Hả? Mày có giỏi thì xuống đây. Ảnh sân thân, hắn là nhẫn giả à? Chết tiệt, dám dẫn mặt tụi tao. Tao không quan tâm là nhẫn giả hay không. Đây, cậu đừng có nhát cái vậy chứ. Này, đã xong chưa vậy? Người làm gì thế? Thôi xong, nhanh ra khỏi đây. Khoan đã. Này, cậu không sao chứ? Chẳng tốt tẹo nào. Ngày mai bọn chúng lại kéo đến tìm tớ nữa cho mà xem. Vừa nãy chỉ là trao đổi phụ tùng thôi. Nghe đây, cậu không tức giận à? Hãy cho chúng một bài học đi chứ. Tớ đâu có mạnh được như cậu. Hả? Cậu biết nhẫn thuật đúng không? Cậu cũng đến học viện à? Không, à thực ra thì ngày mai mới đến. Ngày mai? Vậy cũng giống tớ. Thế à? Rất vui được gặp cậu. Là ý muốn của cha tớ thôi. Ông ấy bảo tớ sẽ thừa kế công ty của ông ấy. Vậy nên tớ phải học nhẫn thuật ở học viện. Thế à? Công ty đó là công ty gì thế? Công ty Kaminarimon. Nó là tập đoàn giải trí lớn nhất trên đất nước này. Tớ có thể đặt trước tuần san sắp ra không? Được, được. Vậy chứ học nhẫn thuật để làm gì? Cha tớ từng là nhẫn giả. Ông ấy từng dùng thành tích trong đại chiến nhẫn giả lần thứ tư để giúp công ty trở nên thành công. Vậy nên ông ấy tin tưởng vào nhẫn giả. Cậu có muốn trở thành nhẫn giả không? Không hẳn. Vậy thì đừng có để ý đến ông ấy nữa. Tớ chưa bao giờ chống đối lời cha tớ cả. Thế cũng tốt, ít nhất thì ông ấy có về nhà. Còn ông già nhà tớ thì chỉ tập trung vào công việc mà chẳng chăm lo cho gia đình. Rồi sao? Vậy nên nếu tớ có không nghe lời thì cũng chẳng sợ bị trừng phạt. Này, ai quan tâm đến cha cậu chứ? Chỉ cần dạy lão một bài học là được. Dạy ông ấy một bài học á? Đó là cách của tớ. Tớ đang tiến hành một siêu kế hoạch. Nhưng mà giữ bí mật được với mẹ tớ là một vấn đề lớn. Mấy giờ rồi nhỉ? 7 giờ. Thôi chết, mẹ sẽ thịt tớ mất. Hả? Tớ tưởng cậu không nghe lời thì cũng không bị phạt. Mẹ thì khác. Khi tức giận thì bà ấy đáng sợ lắm. Chào nhá. Đừng để bọn chúng tóm được đấy. Cứ dạy bọn chúng một bài học. Ừ. Cứ dạy bọn chúng một bài học. Con về rồi ạ. À. Boruto, con đã hứa về nhà để dự tiệc mà. Con xin lỗi mẹ. Shikadai không chịu để con đi. Ồ, Shikadai khi nào cũng trách nhiệm hàng đầu cơ mà. Con thì ngược lại khi nào cũng gây rắc rối. Rắc rối? Ồ. Thế bữa tối sao rồi ạ? À? Anh biết không, hôm nay em cũng tham gia làm cơm nữa đấy. Ồ, không đợi được nữa rồi. Boruto, nhớ rửa tay đấy. Vâng ạ. À. Ôi, tuyệt vời.
Ngày mai Boruto sẽ đến học viện rồi nhỉ? Cha con cũng từng đến học viện đấy. Cái đó thì ai chẳng biết chứ. Cha con hay gây rắc rối, nên mọi người luôn xem ông ấy như là đứa trẻ của rắc rối. Nhưng ông ấy quả thật rất ngầu đấy. Cái đó con cũng nghe nhiều lắm rồi. Đêm nay có khi cha con sẽ về nhà đấy. Chẳng có gì mới. Ông ấy chỉ biết bỏ rơi mẹ và Himawari mà thôi. Đừng có phàn nàn chứ. Ngôi làng này có yên bình là nhờ có cha con và những người khác đang bảo vệ đấy. Ăn thôi nào. Nhưng thời đại này làm gì có kẻ thù mà bảo vệ chứ. Boruto, một nhẫn giả đâu chỉ biết đến chiến đấu. Có rất nhiều thứ Hokage phải làm để đảm bảo cuộc sống bình yên và hạnh phúc của người dân. Ngày mai con sẽ bắt đầu theo học ở học viện. Kiến thức nền tảng rất quan trọng đấy. Chẳng ngầu tẹo nào. Denki, con chính là người thừa kế của tập đoàn Kaminarimon. Nói chung quy là... Cha, con thật thảm hại. Có vẻ như hôm nay con lại đụng độ với lũ trẻ hư kia. Con định làm gì hả? Con cần phải rèn luyện ở trong học viện. Mình... Ai quan tâm cha cậu chứ? Cứ dạy cho ông ấy một bài học. Vậy con chỉ cần trở nên mạnh hơn chứ gì? Nếu có thể chứng minh được mình mạnh mẽ. Đúng thế. Nếu chứng minh được, con có thể học bất cứ thứ gì mà con muốn. Hãy mạnh mẽ lên đã. Sức mạnh. Mình không có thứ sức mạnh đó. Mình chỉ cần chứng minh là được, đúng không? Sức mạnh của mình. Ôi không, không, không. Tệ quá rồi. Muộn rồi kìa. Anh biết rồi. Liệu có kịp giờ không đấy? Không sao đâu ạ. Không sao hết. Thủ nướng đến phút cuối, rồi lên tàu đến trường. Cuộc sống nhàn hạ của mình ở học viện bắt đầu rồi. Ồ, lên tàu thôi nào. Cậu nhóc hôm qua. Cái gì thế nhỉ? Cậu ta biến mất rồi. À, cũng chơi trò lên tàu cơ à? Vậy là chúng ta lại cùng đường rồi. Mày muốn nói gì hả Denki? Muốn đấu lại bọn tao à? Dám gọi bọn tao ra đây, rốt cuộc là chuyện gì? Ồ, thật may mắn. Này. Ở đây cũng có nữa này. Trông sơ sài ghê. Gì chứ, lấy được gì cứ lấy đi. Bằng không sẽ phí lắm đấy. Ừ. Cái gì? Bọn mày thật ngu xuẩn. Denki, thằng khốn. Mày đang nghĩ gì thế? Dừng lại đi. Chuyện gì đang diễn ra ở đây? Đây là một trong những nguyên mẫu của công ty tao. Nó vẫn chưa hoàn thiện đâu, vậy nên... Nó có rất nhiều khiếm khuyết như chúng mày vậy. Mày đang nói gì thế? Bọn tao chỉ đùa mày một chút thôi mà. Một chút à? Mày thấy gì đó không? Tao cũng vừa cho một bản lỗi lên trên đường ray này. Không có ai ở đó cả. Giờ mày hiểu rồi chứ? Một khi hai con tàu đụng vào nhau, chỉ một chút thôi. Mày đang đùa phải không? Dừng lại đi. Tại sao cậu lại ở đây? Tớ vừa thấy cậu. Cậu cũng đang trên đường đến học viện à? Ai quan tâm chứ? Tớ đang chứng minh sức mạnh với cha tớ. Còn chưa đủ xa hay sao? Không, tớ phải.
Tớ phải chứng minh sức mạnh của mình. Lại nữa rồi. Dừng lại đi. Vậy hãy dùng sức mạnh mà áp chế tớ. À, hai con tàu sắp đụng độ rồi đấy. Các người không sao chứ? Cái gì? Chết tiệt. Tệ thật. Cậu bị làm sao thế hả? Lời của cha tớ là tuyệt đối. Hả? Tớ cần sự đồng ý của ông ấy. Bằng không tớ sẽ... Cậu không cần sự đồng thuận của ông ta. Cậu sẽ chẳng làm được gì nếu cứ phải suốt ngày sống dưới bóng của người khác đâu. Hãy tự thân mình quyết định lấy. Sao thế? Này, ngươi còn làm gì thế? Nhìn đi, nó đang đến đấy. Con tàu đang lao đến. Tại sao tớ lại làm chuyện này? Để đó cho tớ. Ảnh phân thân chi thuật. Làm thôi nào. Ừ. Benji. Boruto. Hay lắm Denki. Tớ không giữ được nữa. Hả? Chỉ một chút nữa thôi. Cậu có thể làm được Denki. Chúng ta ổn rồi. Cho tôi nghỉ một lát đi. Thú vị thật đấy. Chẳng thú vị tẹo nào. Đừng nóng, cứ chỉ đùa thôi mà, đùa thôi. Giờ chúng ta phải làm gì đấy? Nó không chịu dừng lại. Nhảy qua pha khác đi. Đi thôi. Cậu nói đúng. Chạy thôi nào. Đi mau, đi. Nào. Xin lỗi nhé, bọn tớ cần phải đến một nơi. Đúng thế, yên phận trên đường ray không phải là cách làm của bọn tớ. Akimichi Chocho, có. Izuno Wasabi, có. Uzumaki Boruto. Uzumaki Boruto, cậu ấy không có ở đây. Uzumaki, Uzumaki đó. Tên Boruto chết bầm. Mình còn đến đúng giờ nữa là. Thế mới giống cậu ấy chứ. Cậu có nghe không vậy Sarada? Cậu ở lại đã. Cậu cần phải có một bài phát biểu ấm cúng. Làm được rồi. Uzumaki Boruto đã có mặt. Boruto. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Thằng ngố này lại bày trò mất mặt nữa rồi. Đừng chỉ đứng đó chứ, mau xuống xếp hàng. Hết giờ, hết giờ.
Xin lỗi nhé, Konohamaru Nichan. Thái độ chẳng trung thành chút nào, Kore. Và kể từ hôm nay, gọi anh là thầy nhé. Hả? Thật kinh dị. Kinh dị là sao hả? Này Danki, cậu không sao chứ? Chúng ta đến nhập học đúng giờ rồi. Cái gì? Em còn liên lụy thêm một người khác nữa à? Sao chứ, bọn em ổn cả mà. Ổn là ổn thế nào hả? Rồi rồi, em thật là... Đừng cầu nhau nữa. Uzumaki Boruto, cậu thật là... Em sẽ không gọi anh là thầy đâu. Thái độ của em là sao hả? Boruto, đôi lúc hãy biết nghe lời đi. Ôi ôi, ôi. Dùng nguyên mẫu của tàu thiên lôi và chạy điên cuồng. Phá hủy mấy bức tượng của các ngài Hokage. Tuy không một ai bị thương nhưng mà... Xin lỗi nhé. Vậy đây là thư của chủ tịch tập đoàn Kaminarimon. Họ sẽ trả toàn bộ chi phí hỏng hóc và sửa sang. Có vẻ Boruto kết thân với bạn cùng lớp nó rồi. Dù cho có thế nào thì nó cũng dũng cảm đấy chứ. Đúng là cha nào con nấy. Ra là vậy.